Ok, hello tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với YVN TV. Thì ngày hôm nay mình vui vãi chưởng ạ. Bây giờ mình đêm rồi. Thì lúc đang xem phim mình ra ngoài, mình đóng cửa cất đồ linh tinh thì nhìn thấy có một con thạch sùng nó bò linh tinh quanh nhà. Thì em cũng nhớ là 3 tháng trước mình có quay được cái clip mà con Leopardeco, con tắc kè da báo của mình ấy, nó đào đất để nó đẻ trứng. Thì cái quả trứng đấy một tháng trước, nói chung là tầm 2 tháng là trứng nó nở rồi. Thì một tháng trước mình có bỏ ra xem thì trứng cũng hỏng rồi. Nhưng mà không ngờ trứng đấy hỏng lại có trứng khác nó nở, dị vãi chưởng ạ. Bình thường ấy là mình phải lôi trứng ra rồi mình cho vào môi trường ấp, điều kiện lý tưởng nhiệt độ khoảng tầm từ 28 đến 32 gì đấy. Nhưng mà đây mình lười ấp quá, mình không thèm ấp nữa luôn. Thế là mình cứ để đấy cho nó tự ở trong đấy, nó nở được thì nở, không nở được thì thôi. Mà không ngờ cũng nở được. Đấy, đây này, mình cho anh em xem nhá. Đây này anh em ơi, tôi đang đi ra ngoài để tôi đóng cửa thì tôi bắt được có một con tắc kè nó bò ra ngoài. Đấy, nó cứ bò linh tinh quanh đây thôi. Trời ơi, dị vãi chưởng ạ. Đấy, cái chuồng này thì cái cửa tôi để cái lỗ hở như thế này, cho nên là con tắc kè nó có thể chui ra được. Nó nở trong cái chuồng này rồi nó chui ra ngoài như thế này. May quá mình ra mình xem mình thấy được, không thì nó lại chui, nó bò linh tinh, có khi chết mẹ em rồi. Đấy, ui thích vãi chưởng ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái chuồng ra để mình để nuôi con này nhá. Để mà nuôi một con Leopardeco baby ý, thì chúng ta chỉ cần một chuồng bị một hộp như này thôi. Một hộp như này đục lỗ ở nắp hoặc là đục lỗ xung quanh. Đấy, nắp này thì mình đã cắt ra và mình gắn lưới vào rồi để cho nó thoáng nhất có thể. Còn đục lỗ thì cũng được nhưng mà nó bí hơn một tí. Và trong cái chuồng này chúng ta chỉ cần lót giấy thôi. Giấy này. Và tôi có đặt thêm một cái hang trú nữa để cho nó trốn, để nó đỡ stress, kiểu mỗi chẳng may mà ở trong chuồng nó nhìn ra ngoài nó thấy cái con gì đấy to lớn hay là nhìn thấy cái gì đấy mà nó sợ thì có thể chui vào trong cái hang trú này, tối om này, để nó có thể bình tĩnh hơn. Đấy, con tắc kè này anh em ơi. Rồi, tắc kè da báo này, baby bé tí luôn. Thì đối với anh em nào chưa biết thì bọn này lúc bé nó sẽ kiểu như là có những cái vẹt, cái vết ngang ngang vằn vằn như thế này. Nhưng mà sau khi lớn lên thì nó sẽ mất hết một cái đen đen này và nó thay bằng mấy cái chấm chấm nữa, chứ nó không kiểu nó vẹt ngang như thế này. Mình kiểu như là mình bị lười, mình không thèm ấp ấy. Nhưng mà không ngờ là nó lại nở ra được thật, bởi vì cái môi trường trong cái chuồng này là không lý tưởng để mà trứng nó nở. Nhiệt độ nó cũng hơi thay đổi, dao động các thứ. Mà độ ẩm thì chưa chắc nó đã ok. Đấy, mà buổi chiều lại còn nắng xiên chiếu vào, cho nên là mình buổi chiều nó còn nắng xiên chiếu vào ấy, cho nên là nó cũng rất là nó nóng lên vài độ nữa, cho nên là mình sợ là nó không nở được trứng. Không ngờ nó nở được thật. Đây là cái thể loại mà vứt vã vứt vật thế nào nó cũng sống được, nó cũng nở được. Mình đã tạo ra một cho một môi trường hơi bị hoang dã một tí, khá là hoang dã, và cho nó tự đẻ tự nở ra là càng hoang dã nữa, đúng như cái tên gọi của kênh của mình. Trời ơi thích vãi. Với cái điều kiện thử nghiệm này thì mình nghĩ là Leopardeco này nếu mà ra môi trường tự nhiên thì nó vẫn có thể sống được, trừ khi nó gặp kẻ thù nguy hiểm thôi. Yeah. Bây giờ mình sẽ phải xem là trong chuồng có trứng nào nó nở ra, bởi vì là mình nhớ là đợt trước là mình đã cái đợt tháng trước ấy
là sau khi cái clip kia được 2 tháng ấy thì mình đã mở ra kiểm tra thì mình thấy trứng cũng không nở được, trứng cũng hỏng mấy quả thôi, không phải một quả hai quả đâu, không phải hai cái quả mà lúc mình quay đâu, mà là khoảng tầm 4 đến 6 quả cơ, bởi vì trong này có hai con cái mà. Đấy thì bẵng một thời gian mình cũng không để ý là còn trứng hay không. Thế tự dưng hôm nay ra lại nhìn thấy con tắc kè nó bò ra ngoài, dị vãi trưởng. Nên kiểm tra xem là trứng nó nở là quả nào và còn quả nào không nhá. Đấy anh em ơi, bây giờ tôi sẽ phải tháo cái này ra, tôi sẽ phải lật cái mặt này ra. Đường nào cũng đến ngày dọn chuồng rồi thì mình cũng lật ra để mình dọn luôn. Thì đây là cái chuồng này đây. Cho anh em nào chưa biết thì trong này có bắt nước này để nó uống nước và nó tắm trong này luôn này, cung cấp đêm độ ẩm này, sọ cá sấu để trang trí này, để bát ăn của nó. Tôi có mua cái bát ăn này để cho sâu vào với hy vọng là con sâu nó không bò ra được ấy, nhưng mà nó vẫn bò ra được. Thế là mình lại cho vào đây cho nó đỡ bò. Để nghĩa là cho vào cái bát ăn này thì trông nó kiểu hoang dã hơn ấy, cái này tự nhiên là bát nhựa thì trông nó không ổn một tí nào. Đấy, đây là một quả trứng à, trứng mới à. Tôi cứ để đây, nở được thì nở, không nở được thì thôi. Đấy, một con tắc kè ở đây này. Bọn nó rất hay làm đổ cái tượng này rồi bọn nó chui vào đây rồi để làm hang nhá. Tao không biết là quả trứng này là của con tắc kè nào. Đây là một con cái này. Đây là con đực này anh em này, con đực này. Đây là lý do bọn nó được gọi là tắc kè da báo, bởi vì là nó có những cái đốm vân như là con báo ấy, và trên nền da vàng, đuôi béo mập này. Đây là cái chỗ để bọn nó tích trữ năng lượng, tích trữ mỡ. Đấy, đây là kích cỡ khi trưởng thành, khi mắc size của con Leopardeco. Nó chỉ tầm này thôi và nó rất là hiền lành thân thiện và khá là đẹp nữa. Cho nên là mình nghĩ con này khá là thích hợp cho đại bộ phận người chơi bò sát và những người mới bắt đầu nữa. Ngoan mà. Yeah. Rồi ở đây là một cái hang chú nữa này. Đấy, trong này ông có một con nữa. Thì anh em hay hỏi tôi là dọn chuồng của con của cái chuồng Leopardeco này như thế nào. Thì lần trước mình cũng làm một clip rồi, bây giờ mình cũng nói thêm. Thì đấy, mẹ cái này cái do nhiệt độ nó bị rơi xuống này. Anh em có thể nhìn thấy toàn phân là phân này. Thì bọn Leopardeco ở nhà tôi ấy, thì tôi để cái hang chú ở đây thì lúc nào nó cũng đi vệ sinh ở đây. Đây coi như là cái nhà vệ sinh của nó luôn. Chỗ này này. Đây coi như là cái chỗ đi vệ sinh của nó luôn. Ngoại trừ chỗ này ra thì những chỗ khác hầu như là không có phân. Thỉnh thoảng có vài cục nhưng mà chủ yếu là vào đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dọn phân đoạn này. Nhưng mà mình vẫn không tìm thấy cái quả trứng nào mà nó nở ra con vừa nãy nhỉ. Dị thật đấy. Không biết trứng ở đâu mà nó nở ra như thế. Quanh đây không có trứng rồi. Ở đây không có luôn. Đây là cục, đây là quả trứng mới đẻ này. Mà sao đẻ có một quả nhỉ? Mình tưởng mỗi lần nó phải đẻ hai quả chứ. À đây, đây anh em ơi. Đây một quả nữa này. Một quả nữa đang ở đây này. Đấy, đây là một quả trứng nữa này. Đây một quả nữa này. Đây là hai quả này vừa mới đẻ. Hôm trước mình xem thì không thấy, không biết là đẻ từ bao giờ nhưng là vừa mới đẻ. À, đây tôi vừa mới thấy được quả trứng này. Trứng này là trứng vừa mới nở này anh em ơi. Nó chui ra khỏi vỏ này. Trời ơi, thích quá. Không thấy quả nào nữa. Nhưng mà có quả hỏng thì nó cũng phải thấy có quả hỏng ở đâu ấy nhỉ. Dị thật sự ạ. Trong này có quả nào không nhỉ? Ôi, đây có một con nữa đây. Một con nữa đây. Một con nữa đây. Một con nữa đây. Trời ơi. Bên đây trứng nó nở rồi này. Hai con luôn, lúc đầu cứ tưởng có một con nhưng hóa ra là hai con. Ấy, chạy rồi, đâu ấy? Đấy, con nữa này. Nó nở ra rồi á? Ừ, đây này. Ấy. Một con mà, đâu nữa? Một con nó chui ra ngoài, anh cho vào trong hộp rồi. Không có trứng nữa. Ừ, trứng này nó mới đẻ luôn. Ơ, sao hai con mà thấy mỗi một cái vỏ trứng nhỉ? Hai con luôn. Ơ, đâu ấy? Ủa, con này bỏ nhanh quá. Con này chắc là vừa mới nở này. Rất là tăng động chứ nó không được bình tĩnh.
Nó mở cho anh cái hộp mấy rồi đấy. Ừ đẹp. Thế mà không rủ người ta đi sân bóng với. Đây rồi. Đây Thảo lên nữa. Đây trong này có hai con. Hai con này nó mù này. Ơ nhưng mà con này thì có vẻ sáng màu hơn, con nó có vẻ màu nhạt hơn một tí. Đấy. Thì khi mà tắc kè vừa mới nở ấy, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi đúng như này thôi. Và sau khoảng tầm vài ngày nó đi vệ sinh ra lần đầu ấy, là nó tiêu hết cái dinh dưỡng ở trong loãn, ở trong trứng của nó rồi. Thì chúng ta có thể thả cho nó một bát sâu như là tắc kè lớn được. Không cần phải chăm lo gì cả. Nó sẽ tự ăn được luôn. Rất là dễ nuôi. Mình sẽ tìm xem là còn quả trứng hay là còn con nào nữa không. Nhưng mà chắc là mỗi lần nó chỉ là hai con, là bởi vì mỗi lứa nó đẻ là có hai con rồi mà. Nhưng mà đây là vừa mới thêm quả trứng này, không biết là hai tháng sau nó có nở thêm không nhỉ. Trời ơi, rõ ràng là có hai con nở mà tìm được mỗi một cái vỏ trứng thôi ạ. Đây là một cái vỏ trứng này, nhưng mà không biết đây là, hình như đây là vỏ của trứng hỏng hay sao mà. Hay là đây là vỏ của trứng nó nở ra xong rồi bị khô lại rồi con sâu nó gặm nhỉ. Chắc là thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dọn chuồng. Đấy, thì như anh em đã biết tôi vừa chia sẻ thì bọn nữ ba các cô nhà tôi nó chỉ đi vệ sinh ở trong góc này thôi. Đây là góc nhà vệ sinh của nó. Nhưng mà khó chịu quá à. Cái đo nhiệt độ nhưng mà bị phân nó dính lên. Nó bị lên đấy á? Bởi vì nó rơi, bị rơi xuống này. Bình thường là mình gắn lên đây để mình xem nhiệt độ. Nhưng mà nó rơi xuống, không để ý là nó ỉa mẹ liền. Rồi. Nói chung quay gần vào bên ạ, đừng có xa quá, xa quá sẽ nhìn thấy mẹ. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ ra xong rồi lau sau. Đây là cái đo nhiệt độ của Nomo Pet anh em ạ. Nomo Pet. Bây giờ đang là 28 độ. 28,5 độ. Nhưng mà tôi thấy cái này rất là ngu. Đáng nhẽ ấy, nó không phải là dính kiểu này. Đây là dính như này, mặt kính như này, dính như này. Đối với cái chuồng dài như của mình thì mình dính vào đây thì nhìn nó rất là khó. Đáng nhẽ ấy, là nó dính như này. Nhưng mà đây là hút như này. Cái mặt nó mặt nó như này thì chuẩn bài luôn này. Không đổi được à? Sao đổi được? Nếu mà nó dính như này mà nhìn được từ phía này vào nhiệt độ của nó thì chuẩn bài luôn. Đây là nó phải ngược như này. Ừ. Em khó chịu. Trứng nó nở ra này. Cắt được mà. Đấy, trứng. Vỏ này là vỏ mới này, mới nở này. Không thấy cái vỏ kia đâu. Hay là chính là cái vỏ mà bị khô lại xong rồi ấy nhỉ. Thế chứng tỏ nó phải nở được mấy ngày rồi. Cái con đầu tiên nở ra, nhưng mà hai quả trứng nó đẻ cùng một lúc mà. Thì thường là nó cũng sẽ nở cùng một lúc luôn. Cách nhau thì cùng lắm là chỉ còn tầm mười mấy tiếng thôi. Không hiểu câu gì. Thôi quả, hai quả trứng vừa mới đẻ này tôi lại đẻ đây tiếp để cho nó ra được thì ra, không ra được thì thôi. Anh em ạ. Mình chơi từ chủ nghĩa tự nhiên. Nói chung là mình sẽ dụ dỗ những người không chơi bò sát nên chơi bò sát, nên là mình sẽ những con đơn giản dễ như này mình sẽ ưu tiên những người đấy trước. Đấy, chỉ việc xúc cát ra thôi này anh em này. Đến một cái lúc nào đấy là cát nó ít thì ai đâu nhầm, không phải xúc cát, xúc đất. Đến một cái lúc nào đấy đất nó ít thì mình lại mua thêm, mình đổ vào. Mình mua đất trồng cây ấy, 20.000 một túi. Đây là xong rồi. Đơn giản. Nhanh gọn nhẹ quá. Hôm nào mình sẽ phải kiếm thêm một ít con isopod, là cái bọn dọn rác trong tự nhiên đấy anh em. Mình thả ở đây. Nhưng mà có một điều mình khá lo ngại, bởi vì là isopod thì nó cũng bé bé vừa mồm, bọn thằn lằn này không biết là bị bọn thằn lằn này thịt không. Và một điều nữa là cái đất này lần này mình đổ, anh em đã biết là mình đã đắp thêm lên nữa rồi, thì cái đất này cái độ dày nó hơi cao, cho nên là nó sẽ chạm đến cái chỗ cửa này, không biết là isopod nó có chui được ra ngoài không. Đấy là cái hai cái điều mình lo ngại thôi. Quả trứng này nó bị ở ngoài thì mình sẽ vùi nó vào trong, ở cạnh quả trứng kia. Khi mà mình để ở dưới lòng đất này này thì nó sẽ không bị xê dịch nhiều,
trứng này mà đang có phôi rồi mà mình lăn qua lăn lại nhiều là chết phôi. Kiểu nhiều lúc nhá, mình đợt trước mình hai tháng, cái clip 3 tháng trước ấy, là lần đầu tiên mình để ý thấy là nó đào đất nó đẻ. Còn có những lúc mình không để ý cơ. Cho nên là không biết là trong này có bao nhiêu trứng mà nó đẻ ở đâu. Thì đào đất xong nó còn vùi xuống ấy. Mà trong này có hai con cái. Mỗi lứa nó sẽ đẻ khoảng tầm 2 trứng. Và cứ cách một tuần nó sẽ đẻ một lứa. Kiểu như là một chu kỳ đẻ của nó ấy, nó sẽ rơi khoảng tầm 8 đến 10 trứng gì đấy. Nhưng mà cứ cách mỗi tuần nó sẽ đẻ 2 trứng trong cái lượt đấy. Nhưng mà bọn này đẻ nhiều lắm. Và ấp nở cũng đơn giản nữa. Anh em xem tôi không thèm ấp nó cũng nở. Nói chung là rất là vui khi mà đợt trước mình làm clip về cho làm cái chuồng như thế này cho bọn Lưu Bác Cô. Và cũng khá nhiều người hưởng ứng và cũng nuôi kiểu người chơi hệ đất như này. Và mình cũng nuôi như này được khá là lâu rồi. Không nhớ là bao lâu nữa nhưng mà cực kỳ lâu rồi đấy. Chắc là tầm 5 nhá. Hơn 5 nhỉ. Đấy và nó vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì, không có vấn đề gì cả. Cho nên mình nghĩ là như này khá ok. Đây là mình nuôi thử nghiệm để cho anh em xem thôi. Còn anh em nào thấy không ok thì không nuôi. Còn đây là mình đang kiểu thử nghiệm. Thế là thêm 2 quả trứng. Mặc dù là mình không nuôi bọn này đâu, bởi vì đáng nhẽ là nhà mình là có 4 con lươn Pecaco rồi. Ngày xưa mình có nuôi để sinh sản, để bán ấy. Thì mình nuôi nhiều thôi, khoảng tầm vài chục con gì đấy. Nhưng bây giờ mình hạn chế số lượng, mình không sinh sản để bán nữa. Thì đợt trước mình cũng lười, mình không cả xem ấp cơ. Thì nó nở thì mình cũng đem đi tặng lại thôi. Nhưng mình không giữ làm gì cả. Bởi vì là nhà mình có 4 con lươn Pecaco thì có một con này với cả hai con đực và hai con cái này thì ở cùng nhau được. Một con đực khác mà cho vào đây ở cùng thì kiểu gì cũng bị con đực này nó cắn rách người. Đợt trước bị rách một lần rồi. Đã thử nghiệm rồi, không được thì tách ra rồi. Mình không nuôi thêm làm gì cả, thêm chỉ thêm con cái thôi. Ây da. Anh quay rồi. Béo nhỉ. À, đuôi tích mỡ này. Cũng giống như mỡ bụng của người ấy. Một loài thật là cực kỳ đáng yêu. Kích cỡ khi trưởng thành, kích cỡ to nhất nó cũng chỉ tầm này thôi. Nó khá là bé và vừa để có thể nuôi trong những nhà như kiểu nhà chung cư bây giờ. Và nếu mà anh em muốn làm đẹp thì làm cái bể kính như của tôi này, làm cái bàn kính luôn này. Cực kỳ lạ luôn. Lúc đầu khách vào tưởng là chỉ một cái sinh cảnh thôi. Hóa ra là trong này mình nuôi cả tắc kè nữa luôn. Khi mà kiểu bọn trẻ con vào đây nó khá là thích thú và nhìn. Và con phải tìm xem là có mấy con trong này và có những con đấy nó đang ở đâu. Bởi vì là trong này mình làm rất nhiều hang chú. Đấy, 3 con cơ mà. Con đực mà con đực nó sẽ to hơn hẳn con cái. Và hình thể trông cũng ok hơn này. Con cái thì thường đầu bé hơn và bụng to hơn. Đây là lúc mà nó vừa đẻ rồi nhá. Còn bình thường nó sẽ ấy hơn. Đây là một con cái khác. Có thể anh em chưa biết chứ bọn Lưu Bác Cô này có hơn 100 móp. Cái móp là gì? Móp là những cái màu khác nhau, bộ gen khác nhau để bọn nó kiểu như là đột biến ấy, thành các màu khác nhau ấy. Còn đây như đây là cơ bản này, nó màu này, bình thường này. Còn đây đã đột biến rồi. Nó mất bớt cái chấm như cơ thể và màu nó hơi khác. Và có cực kỳ nhiều màu khác nhau luôn. Cho nên là Lưu Bác Cô được chơi săn đón khá là nhiều, với rất là nhiều màu khác nhau, tùy theo sở thích của anh em, thích màu nào, thích kiểu con nào thì chơi con đấy. Rất nhiều màu khác nhau và nuôi cực kỳ dễ dàng và sinh sản cũng khá là đơn giản. Và khi mà anh em nuôi Lưu Bác Cô ấy thì anh em thường chơi theo cái hệ kiểu như là lai tạo sinh sản. Bởi vì nó có rất nhiều móp, cho nên là khi mà anh em kiểu thích cái màu nào, thích cái móp nào mà không đủ tiền để mình chơi móp đấy thì mình có thể mua những cái con móp thấp hơn để mình có thể lai tạo cho nó phối với nhau để nó cho nó ra được cái móp mà mình thích đấy. Một cái thú chơi khá là kỳ công và cũng phải học hỏi thêm về sinh học. Tôi nói thật với anh em, ngày xưa sinh học của tôi ngu vãi chưởng. Nhưng mà ngày trước lai tạo bọn này để bán ấy thì mình cũng đã tìm hiểu khá là nhiều và biết khá là nhiều về các gen các thứ. Đấy, đối với anh em nào chưa biết thì đây là một con Lưu Bác Cô và ở Việt Nam người ta dịch ra là thằn lằn da báo. Xuất xứ của nó ở vùng Trung Đông, kiểu Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan các kiểu ấy, Nepal các thứ ấy. Và bọn này nó là một loài tắc kè, nhưng mà nó khác các tắc kè ở nhà ở khu vực của chúng ta ở một chỗ là bọn này nó có mí mắt. Bọn này nó giống như bọn tắc kè Mỹ, nó không giống như bọn tắc kè leo tường. Đấy, bọn này nó có mí mắt này, có thể nhắm mắt được. Và cái hành động nhắm mắt nó vào là hành động là kiểu nó liếm mắt ấy, trông cực kỳ đáng yêu luôn.
Còn một điều khác với bọn tắc kè bám tường là bọn này chân của nó là chân ngón còn móng, nó không có cái rắc mút, nó không có, không thể là bám được lên tường được, nó chỉ leo trèo được thôi, không bám ngang lên tường được. Nhắm mắt đi mày. Nó phải tự nháy mắt cơ, nó mới sinh. Đấy, liếm liếm này cho một cười cực. Đấy, anh em thấy là tôi cầm từ nãy giờ, nó rất là hiền lành và nó không bò leo trèo mấy. Và có thể làm thú chơi tuyệt vời để cho trẻ em biết thêm về động vật. Thế là lại dụ dỗ thêm được người nữa chơi bò sát rồi. Mà tôi nói thật với anh em nhé, một khi đã chơi vào con này rồi, chơi bò sát rồi, kiểu đeo thì cũng kiếm thêm những cái loài khác về chơi, kiểu để mình tìm hiểu thêm ấy. Con người bản tính tò mò mà, kiểu đã bình thường không tìm hiểu thì thôi, đã tìm hiểu về một con này rồi thì sẽ tìm hiểu, đã đến với thế giới bò sát rồi thì sẽ tìm hiểu đến các thể loại bò sát khác nhau nữa. Ngày xưa tôi cũng bị nghiện như thế nên là tôi hiểu mà, anh em không tránh được đâu. Bất kỳ anh em nào chơi bò sát thì ít anh em nào mà có thể giữ vững lập trường, giữ vững quan điểm của mình là chỉ chơi một loài này thôi, ít lắm. Kể cả có chơi hay không thì cũng phải thử nghiệm sang loài khác trước để xem có hợp hay không rồi mới bắt đầu về loài mà mình thích nhất. Đấy, đây là một cái bể kính này anh em ạ. Ôi. Đây là một cái bàn kính. Đấy. Và ở đây tôi có gắn thêm đèn của cá, đèn thủy sinh, rất là đẹp. Nói chung là tôi thấy khá nhiều người comment hỏi tôi là bàn này mua ở đâu. Thì ngày xưa tôi có mở quán Zoo City Coffee ấy, thì cái bàn này, bàn kính này là tôi đặt của một ông anh, giờ ông ấy không làm chuồng nữa. Thì anh em có thể nhìn cái thiết kế như thế này rồi anh em ra hàng nhôm kính đặt người ta cũng làm cho mà. Nói chung là làm nói chung thế thôi, nhưng làm cũng khá là đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần dán kính và dán thêm cái bộ nhôm kính này nữa thôi. Còn bên trên thì đây mình có cái này để gắn kính vào, xong rồi mình đặt tấm kính lên trên thì nó sẽ không bị xô đẩy hay sức sát gì cả. Cái này hàng cá bán, cái này hàng cá bán khá là nhiều này. Đấy, mình sẽ đặt lên đây để nó không bị xô đẩy sức sát gì. Đấy, thế là xong rồi, hoàn thành một cái bàn uống nước. Mặc dù cái ghế hơi xấu thôi nhưng mà cái bàn đẹp, nó bù trừ cho nhau anh ạ. Rồi, ok anh em ơi, hôm nay tôi quay clip này thì để thông báo cho anh em một tin khá là vui là quả trứng ở trong này tôi không thể nó bóp nhưng nó vẫn nở được. Cái clip mà tôi quay được con tắc kè nó đào hang để nó đẻ trứng ấy thì được khá nhiều anh em quan tâm, và sau 1-2 tháng anh em cũng hỏi là trứng như thế nào rồi, đã nở chưa. Thì tôi có thể thông báo với anh em là những cái quả trứng mà ở trong clip đấy thì nó hỏng rồi, không nở được. Nhưng mà sau 3 tháng lại có những quả trứng khác nó nở được. Thích vãi. Ok, clip này đến là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này và hẹn gặp mọi người trong clip sau nha. Tạm biệt. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube mình nha. À khoan, tiện thể clip này thì mình sẽ nói lại luôn cho anh em là cách nuôi. Đấy, tiện thể clip này mình sẽ nói lại luôn cho anh em cách nuôi bọn Lepagaco này. Thì đối với anh em mà vừa mà lấy Lepagaco về, kể cả baby hay là lớn, thì em cũng chuẩn bị cho tôi một cái chuồng nuôi như thế này. Ít nhất, đây là rẻ rách nhất, ít nhất là nó như thế này. Thế không anh em có thể làm một cái bể kính này, set up trang trí đẹp này và đắp cái nắp lưới lên. Quan trọng là phải có nắp để nó không bò ra ngoài được. Thứ nhất là không bò ra ngoài được, nhưng mà bọn này thì chiều cao như thế này nó không bò ra ngoài được đâu. Nhưng mà nó, nếu mà con bé như này thì nó có thể bị những cái con khác ở bên ngoài nó vào nó cắn. Ví dụ như là chuột nó bò vào nhà chúng ta này, hoặc là đối với con lươn, các cô bé này gặp con tắc kè hay là con chuột, con rắn gì hay là con mèo gì đấy là kiểu gì cũng chết. Cho nên chúng ta phải đậy nắp vào. Thực ra không phải là để nó không ra ngoài được mà là để bảo vệ an toàn cho bọn nó. Đấy. Nắp thì nếu mà bể kính thì nên lắp lưới. Đấy. Trong chuồng thì đơn giản nhất thì anh em có thể lót giấy. Rồi lâu lâu nó đi vệ sinh ra nhiều nhiều, khoảng tầm vài ngày đến vài ngày gì đấy chúng ta thay giấy dọn một lần. Còn nếu không thì có thể lót đất như tôi. Đấy, là kiểu tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Và về thức ăn thì anh em chuẩn bị cho tôi một cái bát. Anh em mua cái con sâu mealworm ấy, sâu vừa vừa nhỏ nhỏ ấy. Ở hàng bán đồ cho chim cảnh rất là nhiều, mua 5.000 được một đống và ăn tẹt luôn. Cứ để một bát sâu cho nó, để lưng chừng.
khi nào nó ăn hết sâu thì chúng ta lại đổ thêm sâu vào. Chúng ta không cần phải đong đếm xem là một ngày mình sẽ cho ăn con Leucococcus này ăn được bao nhiêu con sâu hay là bao nhiêu con dế, thì mẹ nó tự ăn, thế cho nó dễ. Và trong bát sâu đấy thì thỉnh thoảng khoảng tầm cách 1-2 bữa thì chúng ta lại đổ thêm bột canxi B3 hoặc là bột với cả bột vitamin để cho nó bổ sung thêm canxi. Bởi vì khi chúng ta cho ăn sâu này thì cái lượng protein thấp này, lượng chất béo cũng thấp và khoáng cũng thấp. Nó bọn sâu này khá nhiều chitin cho nên là nó khó tiêu hóa. Đấy. Thế là chúng ta phải bổ sung thêm dinh dưỡng cho nó bằng cách cho thêm bột vitamin và bột canxi. Nếu mà chúng ta cho ăn sâu một thời gian dài liên tục mà tỷ lệ canxi với phốt pho ở trong sâu nó không được hoàn hảo, nó không được bằng như là bọn này nó cần ấy, là tỷ lệ 2:1, thì ta sẽ rất dễ bị dẫn đến bệnh MBD, là bệnh chuyển hóa về xương. Nó kiểu như là cái cơ thể sẽ rút xương ra từ rút canxi từ trong xương ra để nó bổ sung canxi vào máu. Chính vì vậy cho nên sẽ gây ra loãng xương và sẽ bị như nào nhỉ? Xương nó bị biến dị, dị dạng ấy, và nó rất không tốt cho sức khỏe và lâu có thể dẫn đến tử vong. Đấy là những cái lưu ý thôi. Nước uống thì chúng ta chuẩn bị thêm một bát nước nữa thôi, nói chung là rất đơn giản, không cần phải chăm sóc gì nhiều, và bọn này cũng cực kỳ ít bệnh nếu mà anh em chăm sóc đúng chuẩn nhá. Clip này đây kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhá. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube tôi nhá. Tạm biệt.